អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅព្រឹកថ្ងៃប្រហ័ត 31ខែមិនិលឆ្នាំ2021សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាបានថ្លែងថាប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ត្រូវមើលពីគុណសម្បត្តិរបស់អាជ្ញាធរនិងសមត្ថកិច្ចលះបង់គ្មានសម្រាកនៅពេលមានពិធីបុណ្យទានម្ដងម្ដងដើម្បីការពារសន្តិភាពជូនប្រជាពលរដ្ឋ ក្នុងឱកាសពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិខ្មែរនិងខិតជិតមកដល់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាបានថ្លែងថាសូមប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ត្រូវមើលពីគុណសម្បត្តិរបស់អាជ្ញាធរកម្លាំងសមត្ថកិច្ចព្រមទាំងក្រុមគ្រូពេទ្យទាំងអស់ដែលបានលះបង់គ្មានពេលសម្រាកនៅក្នុងពិធីបុណ្យទានផ្សេងៗដើម្បីការពារសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់ជូនប្រជាពលរដ្ឋដូច្នេះមន្ត្រីមើលរំលងពីគុណសម្បត្តិនេះនោះទ
chụp chôm lên xa bái khả nông bị thị bọn chôl chân nằm thamai bởi 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 này chít khả mộng ní. Trời bắn tò ăn vọt vị thị nạ ca sọ khá phí bạc chế bí xe vị thị nạ ca bây công nâng bây ca phía đâm bây chi viên bí ca chôm lông chung ngư COVID-19 tầng ọc ní. Khả nông ọ ca xâm phốt đã ai bà bà spiên ạ ca nâng phá lưu cà rộng đầy chồng cháu nơi bật ngay tì xám xa mùi khai mì ní chân nằm bí bọn mở phí phí. Xâm đại đi chô hôn sàn bàn thả lành dăng đi chân nè thả. Cả lẽ bóng nơi cầm làng đại miên sở mặt cách thông thế nha. Dương sạp bài dây nâng tật tu là tê và đa. Khả nông bê đa nó có ba chiếc. Có người dạ vô hát nâng cầm năng bà đa bà vô. Này con dô tử vô khèm rạp của mình cầm phụng chô dương dương hào dương sạp bài. Dương trời khơi ca lẽ bóng rồi bó phụ khót nơi tí cái lại đi. Nơi tí cái lại đi. Dương miền bê chụp liêng. Nóm kia chi đương rôm nơi càng khăn. Còn tại nơi càng khăn. Miền cầm lăng bê lì, cầm lăng bê âm. Chô dương ca bê dương. Dương ca khó trời bẩn tích bẩn tuổi. Khi chống bẩn mên xâm ra. Hào nhẹ bẩn bớt khó thi. Có bẩn tài trời mơ khơi ông bê ca tổ tu khó trời nây xâm mặt tạc cách. À nhà thơ cổ tì cửa lại hát bàn tay bàn phuôn tì. Hãy bê na chá lai bê nông. Bê na chá lai bê nông. Khá nông bê. Vì lìa đà kê chuộp chung xa bay đi đi. Cô bê tà bà dương. Nơi thua ca nơi lai tì. Chìa bì xe. Tà bê xa vâng bạc bọc kì. Cô bê tà mên ca nghe thư hát mên bê xa mra. Ủa. Tà cổ xa nạ chá ra chó con thầy chô bê. À hướng thay chỗ bếp nâng về hướng thòm bà đá đang cổ thả trả ra cho rồi cứ xây xây trên trên. Phần thế. Có miền thòm bà chết bỏ miền khá. Chứ đôi chứ ngư chá. Khá có tới chứ loan cái lê chóm bê chỗ cho nam nâng. Nè. Kể từ mạch. Nè. Với tới miền cụ bê. Chẳng bà tới khơi ca lê băng. Ca prang prang nhờ bà nhà thô. Cả prang prang đây cầm lăng mươn sân miên sở mát được cách bỏ dư. Chỉ biết thế. Sản đáp trọc xa thường ạ. Đại trời ca phía ở dương sở mái. Cầm oi miên có bay chôl. Cầm oi miên chọ. Cầm oi miên plon. Cụ bếp trời riêng bà chăm ca. Nâu tam mà tìm bếp. À lời của trời miên cụ bếp bà chăm ca. Nâu tam tìm cái lệnh. Đảm bán tê sẽ cho. Đảm bay vô sầm nạ. Vô ai thay tiên phong. Chưa làm ra cả. Nô hơi. Đại dương trời khơi. Ở phía ca. Lê bỏng ca khát khỏi. Hãy đi xuất tay chứ ca ruộm trong này. Tăng ốc đi. Tăng ốc đi. Để khi ông ở phía nếu thầy dương sạp bài. Dưới đi dưới đi. Hãy cho em đi khi ông chưa. Khi ông miễn ca chưa chưa. Phú. Ban miễn bọt vì sao thôi. Phêm chung. Xâm đại đi cho hôn sát bàn bật trẻ thá chốc chây này ca cổ rộp cổ rộng lời chung ngư COVID-19 nơi Prate Campuchia. Mình mến bàn mộc tù ân ở rộp bọt xâm đại tại mình này anh nụ lời.
Tại cứ bàn mọc bì ca cho ruộng bì cực cao sẽ ca sẵn cúng. Hơi xâm đách cơ quan tài chia mê bình chìa ca nơi dốt tình yêu ca tụp sát ca phía. Nâng cực cực sắp hiệp ca. Cô bình tay xâm rạp sạc ca mập hiệp cực cực ca chùm lông chùm ngư COVID-19. Cứ trở tại miên ca cho ruộng cực này tiền ở. À nhà thô thân ạ cực rộng chết môn trái sạc ca phía bái. Chia bì xếp bro chì chôn mà nẹ chạp bà đàm bì ca chạy ca phía luôn bì chùm ngư ní chìa đàm. ប្រមុខនៃរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានសង្កត់ធ្ងន់ថាធ្វើយ៉ាងណាសូមឲ្យថ្ងៃសម្រាប់នៃពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីរួចហើយខ្លាចទៅជាការផ្ទុះនៃជំងឺកូវីដ-19ឲ្យសោះដូច្នេះនៅគ្រប់ទីកន្លែងទាំងអស់ត្រូវតែមានវិធានការ ការពារទប់ស្កាត់ជំងឺកូវីដ-19នេះឲ្យបានម៉ត់ចត់មិនមែនគ្រាន់តែតាក់ទិននឹងការការពារសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់នោះទេប៉ុន្តែអាជ្ញាធរនៅតាមគ្រប់ទីកន្លែងទាំងអស់ត្រូវមើលគ្រប់គ្រងទាំងកម្លាំងសន្តិសុខការពារសណ្ដាប់ធ្នាប់ព្រមទាំងការងារតាក់ទិននឹងបញ្ហាសុខាភិបាលដោយមានពេទ្យមានកន្លែងធ្វើតេស្តរហ័សជាដើមហើយត្រូវបំពេញក្រុមគ្រូពេទ្យយ៉ាងណានៅក្នុងរយៈពេលចូលឆ្នាំនេះដើម្បីឲ្យពួកគាត់មានលទ្ធភ
សបាយរីករាយទាំងអស់គ្នាក្នុងឱកាសពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីដោយបានអខានអរិយាពេលពីឆ្នាំមកហើយដូច្នេះសម្រាប់ឆ្នាំ2021ក៏ប៉ុន្តែត្រូវតែព្យាយាមរក្សានៅគម្លាតសុវត្ថិភាពសង្គមដើម្បីជៀសផុតពីជំងឺកូវីដ-19ជាដើម បន្ថែមពីនេះសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនបានថ្លែងអំណរគុណដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលបានគាំទ្រសម្ដេចផ្ដល់ឱកាសយកប្រទេសចេញពីភ្លើងសង្គ្រាមនិងជំរុញការអភិវឌ្ឍប្រទេសរីកចម្រើនលើគ្រប់វិស័យកម្មវិធីនេះឧបត្ថម្ភដោយ Food Panda ដឹកជញ្ជូនលើពីអាហារ